Hello quý khách, hello các bạn. Chào tất cả các anh em đam mê xe nha. Rồi cái mùa xuân, cái Tết đã qua đi. Ấy quên, xuân vẫn còn nhưng Tết đã qua đi. Xong rồi, một cái năm cũ đã qua đi, hôm nay là hơn 10 ngày rồi. Năm mới cũng bắt đầu hơn 10 ngày. Hôm nay Motovanga chính thức trở lại công việc. Chính xác hơn thì ngày hôm qua, ngày mùng 10, Motovanga chính thức trở lại làm việc. Mua bán xe, công việc mà thường các anh em theo dõi kênh có thấy đúng không? Hơn 10 ngày qua các anh các bạn không có cái clip nào để xem chơi hết. Và muốn lựa chọn cũng không có nhiều thông tin đúng không? Thì hôm nay mình trở lại review cập nhật những chiếc xe mới về, những cái xe có sẵn. Trong dịp Tết, mùng mấy Tết trở về đây thì các anh cũng mua cũng được nhiều. Thì hiện tại nhà xe cũng đang vơi bớt, không hoàn toàn trống lắm nhưng cũng đang vơi bớt. Thì đây, lát nữa mình sẽ cập nhật các anh em xem qua nha. Quên, còn xuân thì chúc một cái nữa đi. Rồi, đầu năm mới mình xin kính chúc tất cả quý khách hàng, anh em bạn bè, những anh em bạn bè theo dõi kênh Motovanga trong toàn Việt Nam mình luôn, và rộng ra hơn những kiều bào ở bên nước ngoài đời luôn nha. Có một năm mới thật bình an, thật may mắn, công việc sức khỏe tốt, bình an, may mắn, công việc được trôi chảy, được tốt đẹp hơn nha. Rồi đi vào chi tiết cái clip ngày hôm nay thì cho chiếc CB650, không có gì đặc biệt, chiếc xe siêu phẩm gì đâu. Nhưng đây là chiếc xe CB650 đời 2022, đập thùng mua mới, anh chủ đập thùng mua mới và mới lăn bánh chỉ có 1.400 cây số mà thôi, 1.400 km nha. Đây các anh em, các bạn xem qua cho. Rất mới và rất keng. Còn bảo hành nha. Mua 2022 mới có 1.000 mấy trăm cây thôi. Siêu nét đẹp luôn. Rất rất đẹp. CB650 thì quá là nổi tiếng rồi, đúng không? Thì mình đi vào chi tiết thôi, cũng không cần nói nhiều ha, chi tiết xe thôi. Rồi, mới lăn bánh 1.473 km ha. Quá mới, quá keng. Còn trong tình trạng phải rô đai, xe lướt. Cái miếng ni lông, miếng siêu này dán ngay chỗ này còn chưa lột nữa kìa ha. Còn rất mới. Màu màu đen nhám ha các anh. Màu đen nhám nó có ánh đèn rồi ha. Nó có, đúng rồi, màu đen nhám đi chứ không có xanh đâu. Nó phản chiếu đi chứ không có xanh đâu. Có xanh nhẹ gì đó xíu thôi. Đây. Mới quá, không biết tả làm sao. Mới như xe mới, xài lướt nhẹ thôi, mới như xe mới. Rồi, tinh thần cực kỳ mới và xét nét nha. CB650 dòng neo tầm trung. Cái dòng neo tầm trung thì được tầm trung về phân khối, tầm trung về giá, được các anh em lựa chọn trong thời gian qua rất là nhiều. Vừa rồi hãng cuối năm hãng có làm chương trình giảm giá nữa, có giảm giá xuống nên ra xe còn hot thêm một lần nữa. Chiếc này bữa nay giá nó cũng sẽ tốt hơn so với những đợt rồi luôn. Rồi, động cơ 650 là 4 máy trứ danh của nhà Honda luôn rồi nha. Giải nhiệt bằng các nước nè. Xe này có lên cái bảo vệ các nước luôn rồi. Có chống đổ, rồi hai món, có vô hai món. Rồi. Đây, rất mới từng những con ốc chi tiết vào cục máy nè. Cực kỳ keng. Trong tình trạng xe lướt mà thôi ha. Xuống dưới đang đi bô zin. Rồi cập nhật qua. Xe này mua mới tại hãng, còn bảo hành hãng nha.
Odo vẫn còn, thời gian vẫn còn, tất cả. Rồi mới quá không biết nói gì thêm nữa hết trơn. Rồi, đây nước sơn không có trầy xước không gì nha. Xe có lên cái túi chỗ này, cái gọng túi chỗ này, nhưng chủ giữ lại cái túi, chưa tháo cái này trả cho chủ, chủ xin lại cái này ha. Thì mình nói trước ha, cái này thôi. Rồi cái yên nè, CB650 thì chiều cao yên 810, như các anh em cũng thường thấy, thường biết ha. Rồi cái xác xe thì nhẹ lắm, chỉ 215kg, khá là dễ dàng, khá là di chuyển nha. Rồi chiếc CB650 siêu xài lớp, siêu can, đẹp luôn. Giá lúc trước anh chủ mua ra tên xong là 265 triệu á. Đợt rồi thì giá mua mới chưa ra tên thì tầm nó có làm giảm giá đó, tầm 200-205 triệu, đăng ký đồ luôn thì hơn một tí. Còn chiếc này lăn bánh mới có 1.400 cây. Chiếc này hôm nay có giá bán 185 triệu nha. 185 triệu cho chiếc xe siêu xài lớp can nha. Còn xe mà xe được rồi, làm chương trình có thời gian nó ngắn thôi, chứ giờ các anh mua lại thì cũng không có ha. Thì đây, chiếc xe này có sẵn, giá hôm nay 185 triệu, đời 2022, nói chung đời cuối bây giờ luôn á, tới giờ luôn. Và sau này sắp tới có một form mới nữa thì chuyện đó tính sau, chứ hiện tại giờ chưa có. Thì chiếc này là những chiếc xe mà Odo rất là thấp, siêu xe lướt mới can luôn, rất là dễ tiếp cận, y chang chiếc xe mới mà 185 triệu cho chiếc 650 này nha các anh các bạn. Đây, lâu lâu mới gặp chiếc CB650. Còn các anh mà muốn thấp tiền hơn nữa, tầm ngày mai về một chiếc cũng tầm đâu đó 150 mấy triệu mà thôi nha. Mai về một chiếc màu đỏ ha, 150 mấy triệu, đời 2019-20 giờ. Nói chung chiếc xe cũng rất là đẹp, thì muốn nhẹ tiền nữa thì nó sẽ có nhẹ tiền hơn nữa, đó là CB650. Rồi 185 triệu. Rồi cập nhật thêm một số xe, hôm nay không còn nhiều nha, đầu năm chưa được phong phú lắm thì các anh xem qua nha. Đấy chứ ít ngày nữa, tầm vài ngày nữa thì sẽ phong phú hơn. Forza 750 nha, chiếc xe đời 2022 rất là ken đẹp. Đây nha, chiếc Forza 750 nè ha, một dòng DCT mà đây 584 km mà thôi, một dòng xe số tự động DCT rất là ngon. Đây, chiếc này có giá bán 535 triệu. Chiếc tiếp theo thì chiếc T120, cái này được rồi, cũng có làm clip, chiếc này chưa giao dịch. Hiện tại Moto Ban Nha đang còn hai chiếc, chiếc này và chiếc màu đen ở dưới nha. Chiếc này 2019, chiếc này lên đồ nhiều lắm, mạ chrome nhiều lắm. Này, còn hai chiếc bên này thì bán cho khách rồi. Rồi cập nhật một số có sẵn, các anh các bạn xem qua chơi. Này, nó không được nhiều lắm ha. VTX nè, 1.300, VTX 1.300, Shadow. Rồi Shadow Phantom ở nhà hiện tại đang có 5 chiếc Phantom. Chiếc này là chiếc mới về, chiếc là 2013, rất là ken, rất là ken đẹp luôn nha. Này Odo chưa tới 10.000 luôn á, siêu can luôn. Các anh thích chiếc này thì lựa chọn sớm luôn nha. Chiếc này chưa làm clip, lát mới làm. Chiếc này giá bán 335 triệu ha. Rồi đang có sẵn đây, VTX Shadow cào cào CRF 250 bản Rally nha. Rồi xe này mới Odo chỉ có 34 cây số mà thôi, siêu can đẹp luôn. Rồi, Ford Bob
F6C đó. Còn hôm nay nhà còn cũng gọn gọn, xe này không có nhiều đợt rồi, rất là nhiều đúng không các anh? Thôi tạm thời xem qua vậy đi, sắp tới muốn các anh muốn xem nhiều hơn nữa, siêu phẩm hơn nữa thì đợi tiếp theo. Còn tạm thời nói vậy, các anh có nhu cầu chiếc nào lựa chọn nha. Nói vậy chứ trong này cũng mấy chục chiếc trong này. Nó tương đối nó tầm trung, nó không có siêu phẩm, những phần lớn là những cái này đã ghi hình rồi. Rồi, lời cuối xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng, anh em bạn bè đã quan tâm ủng hộ Motovan nha. Rồi, có thích chiếc nào thì trên góc màn hình mình có hai cái số điện thoại là 0933 891 954 và 0902 319 854 nha. Motovan Nga có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Thân. Rồi, xin chào tất cả, rồi chúc mọi người một năm mới được nhiều sức khỏe nha, được nhiều may mắn. Rồi, xin chào.